Xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Hôm nay thầy giáo giới thiệu các bạn bài tập bài học số 1 tập hợp phần tử của tập hợp. Mời tất cả các bạn học sinh cùng theo dõi. Bài toán số 1 trang 5 sách giáo khoa. Các em cùng theo dõi đề bài. Viết tập hợp A có số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách. Sau đó điền ký hiệu thích hợp vào ô vuông số 12 ô vuông tập hợp A, số 16 ô vuông tập hợp A. Như vậy là tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn số 8 và nhỏ hơn số 14 bằng hai cách. Như vậy thì trong cách viết tập hợp chúng ta có hai cách viết. Cách viết thứ nhất là cách viết liệt kê các phần tử của tập hợp. Sau đây giáo dẫn chúng ta viết bằng cách liệt kê như sau. Chúng ta viết tập hợp A bằng các phần tử thỏa mãn, đó là phần tử 9, 10, 11, 12, 13. Các phần tử này được viết ở trong dấu ngoặc nhọn và ngăn cách giữa chúng bởi dấu chấm phẩy. Cách viết thứ hai, chúng ta viết tập hợp A bằng cách thứ hai, đó là chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó. Thì ở đây chúng ta viết tập hợp A bằng mở ngoặc nhọn x thuộc n sao cho 8 nhỏ hơn x nhỏ hơn 14 đóng ngoặc nhọn. Vậy đây chúng ta có hai cách viết của tập hợp A. Cách viết là liệt kê, cách 1 là liệt kê các phần tử tập hợp, cách 2 là chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó. Bây giờ chúng ta điền ký hiệu vào ô vuông. Vậy thì cái ký hiệu thích hợp điền ô vuông đó là ký hiệu gì? Ở đây đã phân tích, đó chính là ký hiệu phần tử thuộc tập hợp hoặc là phần tử không thuộc tập hợp. Số 12 nằm là phần tử của tập hợp A, do vậy chúng ta sẽ điền là 12 thuộc A. Còn số 16 không thuộc của tập hợp A, chúng ta điền là 16 không thuộc tập hợp A. Như vậy, bài tập số 1 để rèn luyện chúng ta hai kỹ năng. Kỹ năng viết tập hợp và kỹ năng điền ký hiệu vào chỗ trống. Chúng ta tìm hiểu sang bài số 2. Viết tập hợp các chữ cái trong từ toán học. Vậy thì trong từ toán học này gồm có những chữ cái nào thì chúng ta sẽ viết tập hợp đó. Gọi tập hợp các chữ cái là B. Khi đó ta có tập hợp B trong từ toán học gồm có các chữ cái sau: chữ T, chữ O, chữ A, chữ N, chữ H và chữ C. Đây đã phân tích cho ta hiểu. Khi chúng ta viết tập hợp B các chữ cái thì mỗi một chữ cái chúng ta chỉ viết một lần. Các chữ cái đó chúng ta dùng dấu phẩy. Ta sang bài tập số 3. Cho hai tập hợp A gồm có phần tử A, phần tử B. Tập hợp B gồm có phần tử B, phần tử X, phần tử Y. Bây giờ chúng ta điền ký hiệu thích hợp vào ô vuông. Ở đây điền ký hiệu, chúng ta vẫn là điền ký hiệu thuộc và ký hiệu không thuộc. Bây giờ chúng ta thực hiện điền phần tử X thì có ở trong tập A hay không? Chúng ta xem tập A có hai phần tử A, B. Như vậy X không có trong tập A, chúng ta sẽ điền ký hiệu không thuộc. Tập hợp Y, à phần tử Y có ở trong tập B, chúng ta điền ký hiệu thuộc. Tập hợp phần tử B này cũng có trong tập A, như vậy chúng ta cũng điền ký hiệu thuộc. Và B, phần tử B này cũng thuộc tập B, chúng ta điền thuộc.
Do đó chúng ta có ký hiệu x không thuộc A, y thuộc B, B thuộc A và B thuộc B. Và sang bài toán số 4. Nhìn các hình 3, 4, 5. Viết tập hợp A, B, M, H. Như vậy chúng ta quan sát tập hợp A, tập hợp B, tập hợp M và tập hợp H để chúng ta viết tập hợp. Sau đây giáo sư hướng dẫn các bạn viết mỗi một phần tử được nằm trong tập hợp là một dấu chấm. Chúng ta quan sát tập A sẽ được viết như sau. Tập A gồm có hai phần tử, đó là phần tử 25 và 26. Tập hợp B thì gồm có 3 phần tử là 1AB. Tập hợp M gồm có 1 phần tử, đó là phần tử bút. Phần tử H, tập hợp H gồm có các phần tử H là sách, bút và vở. Như vậy chúng ta quan sát vào cái đường tròn khép kín này mà chúng ta các phần tử nằm trong đó thì chúng ta sẽ viết được tập hợp A, tập hợp B, tập hợp M và tập hợp H. Ta chuyển qua bài toán số 5. Một năm có 4 quý. Viết tập hợp A các tháng của quý 2 trong năm. B, viết tập hợp B các tháng dương lịch có 30 ngày. Vậy thì phần A là một năm có 4 quý. 4 quý. Đấy, chúng ta chia ra làm 4 quý. Thì mỗi quý, một năm thì có 12 tháng, mà 4 quý thì mỗi quý có 3 tháng. Yêu cầu đây chúng ta viết tập hợp A các tháng của quý 2. Quý 2 thì bắt đầu từ tháng mấy? Đó là từ tháng 4, tháng 5 và tháng 6. Vậy chúng ta sẽ viết tập hợp A gồm các tháng 4, tháng 5 và tháng 6. Phần B, viết tập hợp B các tháng dương lịch có 30 ngày. Những tháng có 30 ngày gồm có tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 11. Chúng ta viết tập hợp A. Đây, xin lỗi bạn một chút. Chúng ta viết tập hợp B. Phần B là viết tập hợp B các tháng, tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 là các tháng có 30 ngày. Cảm ơn các em học sinh đã theo dõi bài học. Hãy đăng ký kênh Thầy Trường Dạy Toán Trung học Cơ sở để theo dõi các bài học mới. Hãy chia sẻ để nhiều bạn được học tập. Hãy nhấn vào nút thích hoặc không thích sau mỗi bài học. Viết nội dung nhận xét sau mỗi bài học để nhận được thông tin phản hồi từ thầy giáo. Kênh học tập miễn phí, mời tất cả các em học sinh cùng tham gia. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.